Và về mặt chức năng, vành bezel của đồng hồ chỉ xoay theo một cái hướng để căn thời gian ở dưới nước khi lặn. Cơ chế của chiếc đồng hồ này, cơ chế hoạt động của cái vành bezel này như sau. Khi tôi xuống nước ở lúc 12 giờ, và đây tôi sẽ chỉnh đồng hồ về 12 giờ cho các bạn thấy nhé. Đó, tôi đang ở góc 12 giờ, đây đồng hồ đang ở góc 12 giờ. Bình giữ khí của tôi cho tôi 25 phút sống sót. Tôi sẽ xoay bezel sao cho viên ngọc trai ở vị trí ô luminous tròn số 5. Và đây tôi sẽ xoay cho các bạn thấy. Rồi. Và đây. Tại vị trí này, vị trí viên ngọc trai và ô luminous số 5. Và bây giờ tôi sẽ nhảy xuống nước. Tất cả đều tối như những gì các bạn đang nhìn thấy đây. Chỉ có ánh đèn luminous của trên mặt số chiếc đồng hồ này là còn ở lại với chúng ta mà thôi. Bạn yên tâm lặn cho đến khi kim phút của đồng hồ gần chỉ đến số 5 này. Và đơn giản, vành bezel của Rolex chỉ có tác dụng là như vậy.